điều chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Trong mỗi một hãng thì nó đều có 1 đến 2 dòng sản phẩm át chủ bài. Khi mà bên em trải nghiệm cái dòng sản phẩm này thì thực sự mình há hốc mồm. Giới thiệu với các bác đó chính là thương hiệu Next đến từ Bồ Đào Nha. Xin chào mừng tất cả các bác đã đến với Vinh 27. Và ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau gặp nhau trong một dòng sản phẩm vô cùng đẳng cấp. Cái đẳng cấp nó không phải nằm từ một bộ dàn siêu khủng, siêu đắt tiền. Và nó cũng không nằm ở một cái thương hiệu top hàng đầu thế giới. Mà cái sự đẳng cấp nó đến từ cái màu sắc tiếng, nó đến từ cái sao tiếng nó vô cùng đẳng cấp. Nhưng cái sao tiếng nó đã đẳng cấp rồi, nhưng mà cái giá của nó thì lại vô cùng ấn tượng. Nếu như cái dòng sản phẩm này mà khi các bác trải nghiệm cái chất âm ấy, thì có lẽ là nếu như các bộ trong quá khứ em đã lắp thì nó đâu đó khoảng tầm 250 cho đến tầm khoảng 300-400 triệu thì nó mới có cái chất âm kiểu như này. Nhưng tổng bộ này đâu đó có 190 mấy triệu, là gồm maximum những cái thiết bị mà đắt tiền nhất trong cái cấu hình em ghép cho các bác. Giới thiệu với các bác đó chính là thương hiệu Next đến từ Bồ Đào Nha. Trước mặt các bác đây đó chính là dòng sản phẩm Next 8 inch. Trong mỗi một hãng thì nó đều có 1 đến 2 dòng sản phẩm át chủ bài. Nó tạo lên cái sự đặc biệt nhất của cái dòng hãng đó, chứ không phải là một hãng nó có loa full line array sub rồi nọ kia và cái gì nó cũng hay. Ví dụ như dòng sản phẩm top thế giới chẳng hạn thì không phải là toàn bộ các dải sản phẩm của họ đều hay. Ví dụ như LA chẳng hạn thì không phải là toàn bộ các dải sản phẩm của họ sản phẩm nào cũng hay, đúng không ạ? Nhưng line array của họ thì rất là tuyệt vời. Và mỗi một hãng thì nó sẽ có 1 đến 2 dòng sản phẩm át chủ bài, tức là dòng sản phẩm đấy là dòng sản phẩm hay nhất của hãng đó, và nó làm nên cái tên tuổi của hãng đó, chứ không phải là cái sản phẩm trong một cái hãng đó thì cái sản phẩm nào nó cũng hay đồng đều với nhau. Và trước mặt các bác đây đó chính là dòng sản phẩm 8 inch. Đây là một dòng sản phẩm mà bên em đã trải nghiệm rất nhiều các dòng sản phẩm của dòng loa Next đến từ Bồ Đào Nha này. Và sau đó bên em trải nghiệm 10 inch, 15 inch, 8 inch, 10 inch, và đến cái dòng sản phẩm này thì em cực kỳ ấn tượng. Em ấn tượng cái điều đầu tiên đó chính là cái sao tiếng nó gọi là nó rất là đậm chất những cái gì đó, nó hết sức là châu Âu và nó có gì đó nó áp lực nó vô cùng lớn. 8 inch, một dòng sản phẩm 8 inch mà ở những hãng cao cấp khác thì cái chất âm của nó cũng như là cái áp lực nó tạo ra đâu đó nó phải là thằng sản phẩm từ 10 inch trở lên, và những dòng sản phẩm loa bình thường có lẽ phải là 12 inch thì nó mới tha bằng được thằng 8 inch này. Em không hiểu rằng trong cái sản phẩm này nó sử dụng cái công nghệ gì mà 8 inch một cái bát rất là nhỏ thôi mà đánh được cái áp lực rất là lớn. Bình thường những dòng sản phẩm khác thì để mà đánh với loa 40 thì nó sẽ đi cùng với súp kép, và đánh với loa 30 thì thường phải đánh với súp là 40 và 50. Nhưng dòng sản phẩm này 8 inch và song kiếm hợp bích cùng với súp kép. Hôm nọ bên em đã đánh và cảm thấy nó quá ấn tượng với dòng sản phẩm này. Và chính vì thế bên em đã làm việc với Next và để giới thiệu đến tất cả các bác một dòng sản phẩm cao cấp được nhập khẩu từ Bồ Đào Nha về Việt Nam. Và dòng sản phẩm này thì đang có một cái giá vô cùng hấp dẫn và ấn tượng. Và nếu như trong gia đình nào đó mà các bác sử dụng một đôi loa này 8 inch ở nghe nhạc chi tiết ấn tượng và hát hò thì vô cùng tuyệt vời, đặc biệt live band và chơi DJ thì gọi là thôi hết nước chấm luôn. Và ngay sau đây em cùng bác sẽ cùng nhau thăm một vòng cái dòng sản phẩm đấy nhé. Trước mặt các bác đây đó chính là mặt trước của dòng loa Next 8 inch. Đó, xin mời các bác cùng xem. Toàn bộ nước sơn là sử dụng nước sơn nhựa hạt hết. Và đằng sau chúng ta đó chính là tích hợp một chiếc âm ly và nó dành riêng cho cái dòng sản phẩm này. Ví dụ như cái dòng sản phẩm khác bên em đã có lên sóng đến các bác thì nó cần phải đi cùng đồng bộ với âm ly, đi cùng đồng bộ với controller của nó thì nó mới ra được cái chất của sản phẩm này, đúng không ạ? Nhưng sản phẩm này chúng ta tích hợp ở trong này một con controller, tích hợp một cái vỉ mạch âm ly mà nó phù hợp nhất với cái dòng loa này rồi. Vậy thì sao ạ? Chúng ta chỉ cần đưa tín hiệu thẳng vào đây là chơi luôn. Thì cái điều này chính là điều đặc biệt của dòng loa này, tức là nó sẽ giúp các bác tiết kiệm đi được rất nhiều chi phí. Ví dụ đâu đó một đôi loa này 70 mấy triệu, đúng không ạ? Thì ở các dòng loa khác thì nó cũng khoảng tầm 70 mấy triệu này, nhưng phải đi kèm theo một con âm ly Class D PowerShop xịn, đúng không ạ? Thì nó đâu đó khoảng tầm 60 triệu, đúng không ạ? Nhưng cái này chúng ta không cần dùng âm ly nữa. Chúng ta đâu đó nếu như sử dụng bộ này thì chúng ta sẽ tiết kiệm đi đâu đó khoảng tầm 50-60 triệu cho cái việc mà sử dụng âm ly xịn để ra được chất của con này.
Đây, xin mời các bác cùng nhau xem kỹ qua một chút. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái phần volume của cái phần sản phẩm này. Đây chính là phần input đó, chúng ta đưa thẳng từ mixer và từ vang số lên đây thôi. Và toàn bộ cái phần control này cũng như là cái phần setup này thì bên em đã sẽ xử lý hết cho tất cả các bác. Nhưng giới thiệu qua với các bác một chút, đó chính là đầu tiên chính là các preset select. Bình thường chúng ta sẽ sử dụng bằng cái hệ thống phần mềm chúng ta gọi controller nó lên, đúng không ạ? Nhưng với cái này chúng ta đã có toàn bộ phần tùy chỉnh này. Đó, một là class, music, vocal, rồi rất nhiều cái chế độ, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta đã có, các bác có thể nhìn thấy cái thông số này. Chúng ta xoay núm gạt, đúng không ạ? Đó, xoay cái núm gạt này chúng ta sẽ ra được số 3, số 4, số 5, đúng không ạ? Đó, thì mỗi một cái số này nó sẽ tương ứng với cái tính năng này. Ví dụ như chúng ta chơi nhạc, chúng ta gạt sang chế độ 1 là music, và chúng ta chế độ 2 là chúng ta hát vocal. Đây, ví dụ số 0 chẳng hạn, số 1, số 2, đúng không ạ? Số 1, số 2, số 3. Đó, và mỗi một cái này thì nó tương ứng với những cái tính năng ở dưới này. Nó rất là đơn giản và nó rất là hiệu quả, đúng không ạ? Tôi đã tập trung vào những cái khả năng hiệu quả nhất của nó. Và đánh xong kiếm hợp bích cùng với dòng sản phẩm này không thể nhắc thiếu tới, đó chính là subwoofer của dòng loa Neck. Em cùng các bác cùng nhau xem luôn subwoofer của dòng này các bác nhé. Trước mặt các bác đây, đó chính là dòng subwoofer 18 inch. Cái điều đặc biệt trong dòng sản phẩm này đó chính là sử dụng driver của BNC nhập khẩu từ Ý. Tức là linh kiện thì được nhập khẩu từ Ý, nhưng sản xuất thì được sản xuất tại Bồ Đào Nha. Đó, trước mặt các bác đây, đó chính là dòng sản phẩm Active 18 inch. Cái dòng sản phẩm này nó cho ra chất âm nó thực sự là đẳng cấp. Đẳng cấp bởi sao? Bởi vì không phải là bản thân em thì rất là kén trong cái việc mà lựa chọn các dòng sản phẩm. Khi mà bên em trải nghiệm cái dòng sản phẩm này thì thực sự mới há hốc mồm. Thực sự là há hốc mồm bởi vì nó đánh quá là hay luôn. Bởi vì trong này nó sử dụng những cái hệ thống driver nó đồng bộ với nhau. Nó đồng bộ từ cái việc mà âm ly trong cái dòng sản phẩm này cũng như là trong toàn bộ các thiết bị của nó thì nó được đồng bộ rồi. Đa phần các dòng sản phẩm loa của chúng ta nó sử dụng là chúng ta thường gối ghép âm ly và micro cũng như là mọi thứ các phụ kiện thì đôi khi là nó không chuẩn, nên là đôi khi nó không ra được màu chất của cái dòng sản phẩm này, hay là những dòng sản phẩm optimal chẳng hạn. Thường bên em sẽ phải ghép đồng bộ cái âm ly mà hãng đề xuất như vậy thì nó ra được cái chất của dòng sản phẩm này, đúng không ạ? Và đây, dòng sản phẩm này chúng ta đã tích hợp sẵn cái âm ly nằm trong cái dòng sub này rồi, nên nó đánh ra một cái chất nó thực sự là phê và ấn tượng. Cái giải sub nó sâu, nó mềm và nó uy lực. Hôm nọ bên em đã có tháo cái driver của nó ra xem, quá khủng luôn. Đây, chúng ta cùng nhau xem một vòng dòng sản phẩm Neck 18 inch. Dòng sản phẩm này nhìn thì có vẻ hơi to một chút, nhưng thực tế thì nó vô cùng hay. Đánh nhẹ nhàng nó cũng rất ấn tượng, nhưng những lúc mà cần đến nó, những bản Deep House, những bản House Lux hay những bản Vina House thì thôi rồi, hết nước chấm luôn. Dòng sản phẩm này mà dùng cho hệ thống loud thì siêu chất luôn. Đó, đây là dòng sản phẩm subwoofer 18 inch. Chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng có các preset, các giải cắt của nó. Các bác có thể nhìn các thông số, một là giải cắt này, 1, 2, 3, 4 này. Thì đây là các giải cắt của nó, hoặc là chúng ta có thể bỏ qua nó. Bỏ qua tức là không qua cái phần xử lý này để chúng ta cắt trực tiếp ở trên crossover hay trên vang, thì chúng ta sẽ bỏ qua ở mấy cái phần phần 6, 7, 8 này. Cái phần này thì em chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà cơ bản nó là như thế. Các preset là cắt sẵn hoặc là chúng ta tự cắt ở trên vang số hoặc ở trên crossover. Đây là phần volume, đây là tín hiệu đầu vào cũng như là link tín hiệu. Và đây là các mode chuyển, nó rất là đơn giản đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, đó, rất là hay, gọn. Tức là nó tập trung vào cái việc hiệu quả của cái dòng sản phẩm này. Cái dòng sản phẩm này có một điều đặc biệt là nó sử dụng driver của BNC và nó kết hợp cùng với cái thùng sản phẩm này đánh ra nó vô cùng ấn tượng. Em cùng các bác sẽ cùng nhau vào trải nghiệm luôn cái dòng sản phẩm này cũng như là hát hò qua để các bác trải nghiệm cái vocal của con 8 inch kia. Em nghĩ rằng các bác sẽ rất ấn tượng với dòng sản phẩm này. Bản thân em hàng ngày đi tìm kiếm những dòng sản phẩm cao cấp để mình trải nghiệm cũng như là giới thiệu đến cho tất cả các bác. Thì khi đến dòng sản phẩm này thì thực sự em rất ấn tượng. Ấn tượng sao? Chúng ta cùng nhau vào luôn test nhạc cũng như là thử hát hò một đoạn các bác cùng xem nhé. Ok, anh em đã setup qua và xin mời các bác trải nghiệm chất âm của dòng loa Neck 8 inch kết hợp cùng với sub Neck 148. Lớn lên nào, lớn lên nào. Các bác thấy sao ạ? Các bác có đeo tai nghe để cảm nhận không ạ? Nó quá mạnh. Em đang thu âm trực tiếp từ điện thoại.
sao ạ? Nó tạo ra một áp lực rất mạnh. Có lẽ cái áp lực này nó phải so sánh với dòng loa 12 inch, 15 inch thì nó tạo ra được cái áp lực như này. Đánh rất chi tiết và áp lực rất là mạnh. Em thử một bản khác các bác cùng trải nghiệm nhé. Ok, ok, lên lớn nào, lên lớn nào. Wow. Cái giải súp nó đánh rất là uy lực, rất là sâu. Loa loa full đánh xong cái bạc bích, nó quá hay. Em không hiểu họ dùng công nghệ gì mà nó tạo ra được một loa hay như thế này. Để các bác trải nghiệm cái chất âm vô cùng mạnh mẽ của dòng loa Neck 8 inch này. Và bây giờ thì cái phần rất là quan trọng đó chính là cái phần thử cái vocal của đôi loa 8 inch này. Nhiều người nói rằng là loa 8 inch thì tiếng nó rất là kém, không thể hát được. Và bây giờ xin mời các bác trải nghiệm luôn chất âm của dòng 8 inch đem lại các bác nhé. Xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta còn vòng tay mở rộng thương mến. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, điều chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Cuộc đời vẫn nhớ đến nhau cho dù khi có mộng đẹp mơ mơ chiều nhau nói đi về. Sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương một đời càng thêm lưu luyến một thơ yêu người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng vô hồn. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thương mong bên nhau, đường đêm chính nơi tình nồng ấm. Vỗ chân thật yêu dấu những âm tình thương, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Thời gian vừa qua bên em đã có review test nhạc cũng như là thử tiếng micro vocal để các bác trải nghiệm cái chất âm của dòng này, thì các bác thấy sao ạ? Nó quá ấn tượng và nó quá xuất sắc đúng không ạ? Em không thể nghĩ được một dòng sản phẩm 8 inch mà nó lại tạo ra được cái áp lực nó mạnh đến như vậy và cái tiếng vocal nó đẹp lồng lộng luôn. Nếu như trong không gian gia đình cao cấp nhà các bác mà dùng một đôi này kết hợp với chiếc súp này thì thôi rồi luôn. Chúng ta nghe nhạc chi tiết và
hát hò thì quá ấn tượng đúng không ạ? Trong toàn bộ dòng sản phẩm này bên em sử dụng đó chính là vang số, micro và quản lý nguồn cao cấp trong toàn bộ hệ thống này. Vận hành rất đơn giản và đặc biệt là cái chất âm nó tạo ra vô cùng ấn tượng. Có lẽ với những chất âm gì các bác trải qua như vừa rồi thì có lẽ một cấu hình đâu đó là tầm khoảng 250 cho đến 300 đến 350 thì nó mới ra được cái chất âm như vừa rồi. Các bác nghĩ sao với dòng sản phẩm Next đến từ Bồ Đào Nha này ạ? Dòng sản phẩm 8 inch mà nó tạo ra những cái sound tiếng vô cùng đặc biệt và tuyệt vời đúng không ạ? Các bác nghĩ sao về dòng sản phẩm này? Hãy cho em comment bên dưới các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết clip dòng loa Next đến từ Bồ Đào Nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo. Thời gian tới nữa bên em sẽ mang dòng sản phẩm này ra chơi DJ, chơi live band để các bác có cái nhìn thực tế và trải nghiệm thực tế về dòng sản phẩm này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo. Xin chào.